Sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành du lịch cũng khiến cho thành phố Đà Lạt chịu ảnh hưởng bởi vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường. Để bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ của thành phố ngàn hoa, các bạn tình nguyện viên trẻ tuổi thuộc câu lạc bộ tình nguyện bảo vệ môi trường đã dành thời gian đi dọc khu vực Hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, các công viên trong thành phố để nhặt rác, nhắc nhở du khách không xả rác bừa bãi. Cũng như nhiều thành phố du lịch khác trên cả nước, Đà Lạt phải gánh một lượng rác không nhỏ từ du khách. Đó là một thách thức không hề nhỏ đối với nhóm tình nguyện, chỉ với 10 người. Thế nhưng ròng rã gần 2 năm qua, các thành viên của nhóm đều đặn chủ nhật hàng tuần, tập trung đông đủ trước khu vực quảng trường Lâm Viên. Họ kiên nhẫn, cần mẫn, nhặt hết tất cả những gì do người dân cũng như du khách để lại quanh Hồ Xuân Hương và khu vực quảng trường Lâm Viên để giúp trái tim của Đà Lạt ngày càng xanh, sạch đẹp và thân thiện hơn. Khi tụi em ra đây vui chơi á, thì thấy mọi người ăn uống xong thì thấy vẫn để rác lại vậy đó. Mặc dù thùng rác cách họ chỉ có khoảng cỡ 10 mét hay 20 mét gì đó, họ vẫn không có ý thức họ bỏ vô thùng rác, họ dọn dẹp. Nên là tụi em cũng ý thức được rằng là mình cần phải bảo vệ cái môi trường đó là của nơi mình sinh sống á, để cho nó được sạch sẽ và là có nó cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe của mỗi con người. Trên thực tế, những người trẻ hiện nay phần lớn chỉ học cách kiếm sống mà ít ai học được cách sống như thế nào. Bởi lẽ việc làm này rất cần thiết và đánh giá được ý thức của các bạn trẻ. Các bạn đã quan tâm nhiều hơn đến nét văn hóa của người Việt Nam. Việc nhặt rác của các bạn trẻ hôm nay cho thấy các bạn đã quan tâm đến cuộc sống của cộng đồng nhiều hơn. Mình thì cảm thấy là làm như vậy rất là tốt và đưa lại môi trường cho môi trường Đà Lạt một môi trường rất là xanh sạch đẹp. Và mình cũng nhận thấy là chúng mình là những người trẻ thì cũng nên tham gia vào những hoạt động này giúp cho môi trường ở Đà Lạt trở nên đẹp hơn, xanh hơn. Bản thân mình thì có thể là mình có thể nhặt được những cái rác mà ngay bên cạnh mình hoặc là do bản thân mình bỏ vào sọt rác thôi, nhưng mà cái hành động mà mình đi nhặt rác xung quanh quảng trường đó thì thấy rất là đáng ngưỡng mộ. Và mình cũng muốn nhắn nhủ đến những người khách du lịch và những người, đặc biệt là những người dân ở Đà Lạt của chúng ta thì phải có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường. Thông qua cái hoạt động mà nhặt rác quanh Hồ Xuân Hương như thế này thì thứ nhất là để giáo dục bản thân là muốn hướng thành phố Đà Lạt là một thành phố du lịch không rác, hướng tới những người khách du lịch là khi mà tham gia du lịch ở thành phố Đà Lạt thì cũng ý thức về cái bảo vệ môi trường để giữ cho thành phố Đà Lạt là đúng ý nghĩa là xanh sạch và đẹp. Bên cạnh những hoạt động dọn rác ở những điểm công cộng, các bạn trong nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường cũng thường xuyên kết hợp với đoàn thanh niên phường 3 giúp đỡ những cụ già neo đơn dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, sửa chữa các vật dụng bị hư hỏng như bàn ghế tủ và che chắn lại ngôi nhà. Những hành động ý nghĩa, điều tốt đẹp lại tiếp tục lan tỏa tình yêu thương tới mọi người. Hoàn cảnh của chị đây, nhà đây, chị tên là chị Lê Thị Thiểu. Chị cũng hoàn cảnh cũng neo đơn, hộ nghèo của tổ. Chị bị không có chuẩn được cái tinh thần á, nên là chị chỉ hay đi nhặt rác về nhà tới 1-2 giờ sáng chị mới về nhà lận. Hôm nay có đến mấy bạn có tới để mà mấy bạn cũng phụ để mà dọn đó, thì cũng tổ dân phố cũng rất là hoan nghênh các bạn. Tổ thì cũng hết sức là tạo điều kiện. Thu gom và xả rác là một cuộc chiến không cơm sức giữa người nhặt và người thải. Không biết khi nào mới có hồi kết. Thế nhưng những bạn trẻ trong câu chuyện này vẫn tin tưởng vào hành động của mình có thể giành lại sự sống cho Đà Lạt. Cùng chung với niềm tin cháy bỏng ấy, tôi tin chắc rằng chỉ với một đôi găng tay, một chiếc túi ni lông tái chế, cùng với một trái tim yêu Đà Lạt, chúng ta sẽ giữ mãi màu xanh của thành phố ngàn hoa này. Tuổi trẻ, tuổi của nhiệt huyết năng động, đam mê sáng tạo. Tôi để phấn đấu và đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng đất nước, nhận thức được vai trò và trách nhiệm lớn lao ấy của mình. Những bạn trẻ Đà Lạt đã có rất nhiều cố gắng đóng góp cho xã hội. Hy vọng rằng qua những hành động đẹp của các thành viên trong câu lạc bộ bảo vệ môi trường sẽ tác động đến mọi người. Thêm một người có ý thức, chắc chắn cộng đồng sẽ tốt hơn, góp phần giúp cho Đà Lạt xanh sạch đẹp và để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách bốn phương. Âm nhạc lễ hội, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt đời sống từng ngày, nhà cửa, trang phục ẩm thực, ngành nghề thủ công truyền thống, đan lát, rèn, dệt, đồ gốm của các dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều lễ hội truyền thống như lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới, lễ hội lồng tồng,